quy luật cuộc đời. Nếu bạn giúp người, trời xanh ắt sẽ hoàn lại cho bạn. Khi bạn đối mặt với khó khăn, liệu bạn có thể tạm thời quên phiền não của mình mà đưa tay ra giúp đỡ người khác hay không? Nếu bạn làm được như vậy, đừng lo lắng rằng mình sẽ mất thứ gì, bởi ông trời sẽ thông qua một số hình thức mà bồi hoàn lại cho bạn. Rất nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn, họ không nhìn thấy cái khó của người khác, bởi vì họ không vượt qua được cửa ải trước mắt của mình. Nếu bạn hiểu quy luật bù đắp thì bạn sẽ minh bạch. Khi bạn đưa tay ra giúp đỡ những người bất hạnh kia, bạn sẽ thấy rằng công sức của mình sẽ không uổng phí. Ông trời sẽ dùng một số hình thức hồi đáp lại cho bạn vào một thời điểm nhất định. Những hồi đáp này có thể không phải từ những người bạn từng giúp đỡ, mà đến từ một nguồn khác một cách rất tự nhiên. Bạn cho đi thì sẽ được bù đắp lại, đây chính là quy luật của vũ trụ. Khi gặp khó khăn, tôi cũng trách móc ông trời, sau này mới phát hiện ra mình đã sai. Vào lúc khó khăn nhất, tôi đã than phiền rất nhiều, nhưng cũng không thể tiêu hận được mối hận trong lòng. Rồi tôi ngẩng đầu lên oán trách ông trời, tại sao khiến tôi khổ sở đến như vậy. Điều khiến tôi càng bực mình chính là ông trời không bao giờ hồi đáp lại những căm phẫn của tôi, không có bất kỳ hồi đáp nào. Hóa ra ông trời đã an bài rất kỹ lưỡng, chính là muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Chỉ tiếc là lúc đó tôi không thể lĩnh ngộ ra, mới không thể vượt qua được những cửa ải của mình, nên đương nhiên phải chịu nhiều giày vò. Tôi đã hiểu lầm một cách nghiêm trọng, đã coi sự tử vi của trời cao là tàn khốc, không công bằng, và bây giờ tôi đã hiểu không bảo hộ mới là sự bảo hộ to nhất. Những suy nghĩ chủ quan của chúng ta thật đáng ghét, đôi khi nó bóp méo sự thật, khiến ta căm ghét chính mình. Vì thế, phần lớn thời gian của chúng ta đều không vui vẻ. Hãy thay những suy nghĩ tiêu cực này bằng sự khích lệ, không oán hận than phiền. Bất kể là ta bị oan ức hoặc tổn thất lớn đến nhường nào, thì ông trời đều có an bài, sẽ dùng một phương thức khác để bù đắp lại cho ta. Mỗi ngày, thế giới này đều mang đến rất nhiều cơ hội, khiến chúng ta từ trong đó mà học tập, trưởng thành, chuyển biến, cảm nhận sự vật xung quanh, cũng như thấy được sức ảnh hưởng của mình đối với tất cả mọi người và sự vật. Người nhún nhường không phải là kém cỏi, mà là biết dung nạp thiếu sót của mình, thưởng thức ưu điểm của người khác. Khi bạn có thể dung nạp những thứ tầm thường của mình, thì cũng chính là một sự vĩ đại. Quy luật bù đắp chính là khi bạn mất đi thứ gì thì sẽ nhận lại được thứ đó. Hết thảy những gì trước mắt của chúng ta chính là từ một hệ thống bù đắp. Mỗi thống khổ đều nhận được hồi báo, mỗi hy sinh cũng nhận được thù lao, mỗi khoản nợ đều cũng phải hoàn trả. Có thể là thời khắc này bạn đang thất bại, nó còn kéo theo sự thất vọng dai dẳng của tương lai, nhưng cuối cùng nhất định bạn sẽ nhận lại được những gì bạn đã mất trong.